Rồi, bây giờ bắt đầu em chớp chớp ra lên máy về Châu Thành A của Hậu Giang nha. Máy DC 125. Đã hạ bồn. Máy rất là êm luôn. Đó, hơi chói nha anh em. Hơi chiều, hơi chói xíu bạn cảm nha. Cảm ơn em theo dõi video nha. Máy này đã xong rồi, giờ giao về nhà khách đi thôi. Đó, máy rất là ngầu luôn. Xé cho luôn ha. Đây. À, chào anh em nha. Khách đang coi chiếc 105 này đây. Em mới đem bữa về về. Khá là đẹp. Luôn này ha. Đây. 105X dàn chân ở đây ha. Đây rất là lớn luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mở cái bồn này ra, chắc hạ bồn rồi bảo dưỡng quá. 105X quay dàn chân cho anh em xem chơi đây ha. Đây chào anh em nha, máy 105X giờ đã mở ra về rồi ha. Đang bảo dưỡng cho các bác. Lưới bọng của nó cũng còn đẹp lắm. Đây. Nhìn rất là ok luôn. Đó. Em quay góc rộng nên nhìn hộp số nó hơi nhỏ nha, hộp số nó rất là lớn nha anh em. Đây. Anh em nha, đây là máy 105X, giờ tiếp tục đang làm tiếp ha. Đây, máy này đã mở ra cũng khá nhiều rồi. Đó. Đây, bồn đang mới vừa hàng xong cái thoát đây ha. Giờ chuẩn bị lên bồn. Đây nha. Đây là máy phụ tùng á, em chuẩn bị thay vô cho máy 105 đây, thanh đập đồ lưới rồi có đủ hết trơn ha. Thì mình thay vô, em đã vệ sinh rồi, chút nữa sẽ sơn lên phủ lên hai lớp chống sét. Đây máy về đó, về đây anh em. Dùng xong rồi đó.
Rồi mấy này giờ về chút nữa là có thể gấp hàm ra là xong, dán tem nữa là xong được. Đây ha. Rồi chào anh em nha, cái máy DC 105 này em chuẩn bị giao đi châu thành A của Hậu Giang ha. Sau mấy ngày hạ bồ thì bảo dưỡng. Đó, máy này rất là đẹp luôn. Số cực kỳ em luôn. Thì bây giờ đã làm xong rồi, dằn tạ rồi làm chế thùng cứng lúa mình em tự làm luôn. Để đi thôi. Máy quá em. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây, cái sơn của mình của máy cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm đây. Rồi, chiếc này cũng đang gã hết ra. Chiếc này gã nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn á. Đây, chiếc này giờ đang làm hộp số ha. Đã làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia là khu vực trưng bày máy ha anh em. Đó. Anh em có lựa máy thoải mái nha. Rồi, cảm ơn. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC với 10G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Nhờ máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đến test máy à, gửi chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.